Trên thế giới, Indonesia ưu tiên xây dựng nền kinh tế bền vững. Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu về việc nâng cao thẩm quyền vay nợ. EU tiếp tục đề xuất dự luật về sạc di động chung. 20% người lao động ở Nigeria mất việc do Covid-19. Tại Việt Nam, hơn 1,9 tỷ đô la Mỹ nhập khẩu ngô trong 8 tháng đầu năm. Doanh nghiệp lúa gạo vẫn gặp khó khi tiếp cận với nguồn vốn vay. Cần hơn 21.000 tỷ đồng để nối thông tuyến đường Hồ Chí Minh. Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đã cùng quay trở lại với bản tin kinh tế trên các nền tảng của FBNC. Và thưa quý vị, trong bài phát biểu được ghi hình trước gửi đến Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 22 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết rằng sự hòa nhập sẽ là ưu tiên chính trong nhiệm kỳ tổng thống của ông và ông cam kết sẽ không bỏ ai ở lại phía sau. Ông Widodo cho biết rằng việc xây dựng một nền kinh tế bền vững sẽ là ưu tiên hàng đầu của đất nước. Ông nói rằng vào năm 2020, Indonesia đã giảm được 82% số vụ cháy rừng, tỷ lệ phá rừng đã giảm đáng kể xuống mức thấp nhất trong 20 năm vừa qua. Vào năm 2018, Jakarta đã ban hành lệnh không cấp giấy phép mới cho các đồn cọ trong 3 năm để giảm tình trạng phá rừng để sản xuất dầu thực vật, mỹ phẩm, sản phẩm thực phẩm và nhiên liệu sinh học. Theo Reuters, Thượng viện Mỹ đang lên kế hoạch bỏ phiếu vào tuần tới về việc nâng cao thẩm quyền vay nợ và duy trì các gói tài trợ của chính phủ. Động thái này diễn ra giữa bối cảnh một thành viên của đảng Dân Chủ thuộc Hạ viện mới đây đã cảnh báo rằng phe đối lập đảng Cộng Hòa có thể sẽ dẫn đến một vụ vỡ nợ lịch sử của quốc gia này. Thượng nghị sĩ Dick Durbin cũng đã cho biết rằng cuộc họp vào tuần tới của Thượng viện sẽ xem xét dự luật vừa được thông qua trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 21 tháng 9 của Hạ viện. Lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại Thượng viện Mitch McConnell cũng cho biết cuộc họp kín của ông sẽ khiến cho đạo luật khẩn cấp liên quan tới việc đình chỉ mức trần nợ liên bang 28.400 tỷ đô la Mỹ thất bại. Đảng Cộng hòa cho rằng đảng Dân chủ nên hành động một mình để nâng trần nợ, sử dụng một biện pháp được gọi là điều hòa ngân sách. Cũng tại Mỹ, trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo cũng đã nói rằng quyết định của chính quyền ông Biden về việc dỡ bỏ các hạn chế đi lại quốc tế vào đầu tháng 11 sẽ là một động lực cho nền kinh tế Mỹ, đặc biệt là đối với các điểm du lịch như New York, khiến cho các điểm kinh doanh như khách sạn và nhà hàng tăng trưởng theo. Để giải quyết những lo ngại về Covid-19, Mỹ đã cấm hầu hết các công dân nước ngoài từ 33 quốc gia đến nước này, trong đó có Trung Quốc, Nam Phi, Brazil, Ấn Độ và phần lớn các nước châu Âu. Mới đây, Ủy ban châu Âu cũng đã tiếp tục đề xuất một dự luật về sạc di động chung của EU, máy tính bảng và tai nghe áp dụng trên cả khối. Theo đề xuất của Ủy ban, cổng sạc USB-C sẽ trở thành một cổng tiêu chuẩn cho tất cả các thiết bị điện tử. Bộ sạc cũng sẽ được bán riêng với các thiết bị điện tử. Ủy ban cho biết rằng họ không nhằm mục đích vào Apple, họ chỉ hành động sau khi một thập kỷ đàm phán họ và các công ty công nghệ không thể đồng ý về một giải pháp chung, đó là giảm số lượng bộ sạc điện thoại di động hiện có trên thị trường từ 30 xuống còn 3. Người dùng iPhone và Android từ lâu đã phàn nàn về việc phải sử dụng các bộ sạc khác nhau cho điện thoại của họ. Apple được sạc từ cáp Lightning, trong khi các thiết bị chạy Android được sạc bằng USB-C. Và theo một nghiên cứu của Ủy ban năm 2019, 50% số bộ sạc được bán cùng với điện thoại di động trong năm 2018 sử dụng cổng USB Micro-B, trong khi 29% dùng cổng USB-C và 21% là Lightning. Theo Reuters, giá khí đốt tự nhiên tăng vọt trên khắp châu Âu có thể cản trở sự phục hồi của nền kinh tế Tây Ban Nha. Các nhà phân tích cho rằng Tây Ban Nha đặc biệt chịu ảnh hưởng của việc tăng giá này là nước này phải chịu nhiều mức thuế khác nhau từ nhiều quốc gia, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ. Họ chiếm đến 61% hoạt động kinh tế của Tây Ban Nha và 71% tổng số việc làm. Những chủ doanh nghiệp nhỏ ở thủ đô Madrid phàn nàn rằng họ không nhận được trợ cấp hay là chiết khấu gì của chính phủ về việc tăng giá này. Nền kinh tế Tây Ban Nha vốn đã suy yếu kể từ năm 2020. Khi đó, thì tổng sản phẩm quốc nội của nước này đã giảm 10,8%, một con số lịch sử. Theo số liệu mới nhất từ văn phòng thống kê của chính phủ Nigeria, khoảng 20% người lao động của nước này bị mất việc do đại dịch Covid-19, làm rõ nét hơn những tác động của dịch bệnh lên người lao động và các doanh nghiệp ở quốc gia đông dân nhất châu Phi này. Trước đó, vào tháng 3, chính phủ thông báo 1/3 người lao động nước này đã mất việc trong quý 4 năm ngoái. Các doanh nghiệp nước này gần đây đã liên tục phàn nàn về sự sụt giảm doanh thu, chi phí vận hành ngày một cao và nói thêm rằng sự gián đoạn có thể để lại tác động lâu dài cho các doanh nghiệp. Chỉ một số ít các doanh nghiệp trong lĩnh vực tiện ích, tài chính và y tế báo cáo mức tăng so với năm trước. Nền kinh tế của quốc gia Tây Phi này bị ảnh hưởng nặng nề, chủ yếu là do giá dầu giảm sau những gián đoạn do đại dịch gây ra. Ngân hàng Thế giới cho biết rằng tăng trưởng ở Nigeria đã ghi nhận sự phục hồi sau Covid-19, nhưng nhìn chung thì vẫn tụt hậu so với phần còn lại của châu Phi. Nguyên nhân là do lạm phát
phát, tình trạng mất an ninh gia tăng và các cải cách bị đình trệ làm cho nền kinh tế bị phát triển chậm lại và gia tăng nghèo đói. Kể từ năm 2016, Ả Rập Xê Út đã áp dụng thị thực du lịch cho du khách nước ngoài và khởi động một loạt dự án du lịch. Chính phủ cho biết rằng họ muốn lĩnh vực này đóng góp 10% vào tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2030 trong nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ. Ngoài du lịch, thì Bộ Tài chính nước này cũng đã công bố một số biện pháp kinh tế khác nhằm tăng thu cũng như là giảm chi vào năm ngoái. Theo đó, thì nước này tăng gấp 3 lần thuế giá trị gia tăng VAT từ 5% lên 15% và ngừng phân phát các khoản trợ cấp cho người dân. Đây được coi là biện pháp cần thiết để tăng ngân sách quốc gia trong bối cảnh nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ giảm mạnh. Ước tính Ả Rập Xê Út có thể mất tới 50% nguồn thu từ dầu mỏ, vốn chiếm 70% nguồn thu ngân sách. Ngoài ra, thì nước này cũng đã hủy và tạm ngừng cấp các khoản chi tiêu của một số cơ quan chính phủ, đồng thời đã cắt giảm chi cho một số dự án lớn vốn nằm trong chương trình cải cách nhằm đa dạng hóa nền kinh tế. Vào thứ Năm vừa qua, chủ siêu thị Target cho biết rằng họ có thể sẽ có kế hoạch thuê 100.000 lao động thời vụ trong năm nay để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ sắp tới. Tuy nhiên, thì con số này đã ít hơn năm ngoái khoảng 30.000 người. Vì cũng như bao nhiêu chuỗi siêu thị khác trên nước Mỹ, thì Target cũng đang phải vật lộn với nguồn cung lao động eo hẹp do ảnh hưởng của dịch bệnh. Thay bằng thuê nhiều lao động, Target cho biết sẽ yêu cầu nhân viên làm nhiều giờ hơn. Và trong đợt cao điểm của mùa nghỉ lễ năm ngoái, thì Target đã giành được thị phần từ các đối thủ hưởng lợi từ việc đầu tư vào hoạt động kinh doanh trực tuyến của mình. Nhiều nhà bán lẻ và nhà hàng lo lắng rằng họ sẽ thiếu nhân sự trong mùa mua sắm vào cuối tháng 11. Vì vậy mà họ đã tăng cường trả lương và các ưu đãi để giữ chân nhân viên của mình. Target cũng đã tăng mức lương khởi điểm theo giờ lên $15 vào năm ngoái, đối mặt với cuộc khủng hoảng hậu cần và lao động. Đối thủ số 1 của Target là Walmart cũng đã có kế hoạch thuê thêm 20.000 nhân viên tại bộ phận Logistics trước kỳ nghỉ lễ. Tại Nhật Bản, theo báo cáo của công ty điện lực Tokyo TEPCO, nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi đã phát hiện thêm 5 bộ lọc khí thải bị lỗi. Trước đó, thì nhà máy này đã tìm thấy 24 bộ lọc bị hỏng vào tháng 8. Hai năm trước, TEPCO đã phát hiện ra hệ thống lọc khí thải bị lỗi, nhưng không thăm dò nguyên nhân hư hỏng, mà chỉ đơn giản là thay thế chúng bằng những cái mới và tiếp tục sử dụng. Nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi đã tạo ra một lượng lớn nước nhiễm phóng xạ kể từ sau thảm họa hạt nhân năm 2011, vì nơi này cần nước để làm mát các lò phản ứng. Nước đã được xử lý bằng hệ thống xử lý chất lỏng tiên tiến ALPS để loại bỏ hầu hết các chất gây ô nhiễm phóng xạ và các bộ lọc được thiết kế để ngăn chặn các hạt ALPS thoát ra ngoài không khí. Và theo TEPCO, trong một số trường hợp, chất phóng xạ có thể được phát hiện ở đầu ra của bộ lọc bị hỏng. Tuy nhiên, TEPCO lập luận rằng thiệt hại không ảnh hưởng lắm đến môi trường. Công ty cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra tất cả 76 đơn vị ALPS tại nhà máy. Quý vị đã quay trở lại cùng với bản tin kinh tế và ở phần tin kinh tế trong nước, mở đầu là thông tin về hợp tác thương mại. Thưa quý vị, Hà Lan được xem là đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong khối Liên minh châu Âu. Thời gian vừa qua, hai nước đã hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công nghiệp, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Thương mại song phương Việt Nam-Hà Lan đã tăng trưởng trung bình gần 12% một năm trong 5 năm qua. Bước sang năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, tuy nhiên với tác động tích cực từ thực hiện hiệp định EVFTA, hoạt động thương mại hai nước đã tiếp tục đạt được những kết quả khả quan. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hà Lan đã tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 15% tỷ trọng trên tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam với toàn khối EU. Chuyển sang thông tin về nhập khẩu, số liệu của Tổng cục Hải quan cho biết 8 tháng đầu năm giá ngô nhập khẩu đã tăng mạnh. Cụ thể, Việt Nam đã nhập 6,9 triệu tấn ngô trị giá trên 1,91 tỷ đô la Mỹ, giảm 2,8% về khối lượng nhưng tăng 32% về kim ngạch. Tính trung bình mỗi tấn ngô có giá gần 279 đô la Mỹ, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Argentina, Brazil và Ấn Độ là ba thị trường xuất khẩu ngô chủ yếu của Việt Nam. Theo đánh giá của Lương thực Thế giới thì dù ngô là cây lương thực phổ biến tại Việt Nam nhưng năng suất và sản xuất vẫn thấp. Do đó thì hàng năm Việt Nam vẫn phải nhập khẩu số lượng lớn mặt hàng này. Liên quan đến việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ về nguồn vốn vay của doanh nghiệp lúa gạo nói chung, mặc dù các ngân hàng đã dành ưu tiên với lãi suất ưu đãi, tuy nhiên thì nguồn tín dụng dành cho đối tượng doanh nghiệp này vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng. Theo đó thì các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu gạo vẫn còn gặp khó để tiếp cận với nguồn vốn vay không có tài sản bảo đảm. Một số hạn chế khác như là hạn mức cho vay còn thấp, thời gian cho vay ngắn và thủ tục giải ngân đều yêu cầu phải có hợp đồng xuất khẩu gạo, trong khi giai đoạn giãn cách xã hội này việc ký kết thực hiện hợp đồng đang hết sức
sức khó khăn. Để tháo gỡ khó khăn cho ngành lúa gạo nói chung, các ngân hàng cho biết cũng đang hướng tới giải pháp mở rộng, tăng hạn mức tín dụng cho các doanh nghiệp để có thể đảm bảo đủ nguồn vốn thu mua, tạm trữ thóc gạo nhằm góp phần ổn định giá thóc gạo cũng như là đảm bảo lợi nhuận cho người trồng lúa. Thông tin về tiến độ của dự án đường sắt Nhổn Ga Hà Nội, theo Ban Quản lý Đường sắt Hà Nội cho biết rằng nhà thầu nước ngoài đã tạm dừng thi công gói thầu đào đường ống ngầm thuộc dự án này do vướng mắc mặt bằng và một số hộ dân chưa di dời. Bên cạnh đó thì việc các hạng mục công việc khác vẫn đang được triển khai. Trước đó thì Ban Quản lý Đường sắt Hà Nội cũng cho biết đoạn trên cao dự án đường sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội dài 8,5 km sẽ không thể đưa vào vận hành khai thác vào cuối năm nay như kế hoạch vì tình hình dịch bệnh cũng đã tác động đến hoạt động thi công cũng như là nguồn nguyên vật liệu nhập khẩu từ nước ngoài. Theo đề xuất mới đây gửi tới Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã kiến nghị thay thế quy mô 4.600 MW điện hạt nhân Ninh Thuận trong quy hoạch điện 7 điều chỉnh bằng điện khí LNG trong quy hoạch điện 7. Ninh Thuận cho biết rằng có đề xuất trên dựa trên cơ sở các chỉ đạo của Quốc hội cũng như là Chính phủ, trong đó có nội dung ưu tiên xây dựng Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước và nghiên cứu phát triển tổ hợp điện khí, khí thiên nhiên hóa lỏng LNG Cà Ná với quy mô phù hợp. Cùng với lý do đó và cộng thêm theo nghiên cứu, khảo sát, cảng Cà Ná là địa điểm duy nhất của địa phương thuận lợi xây dựng cảng biển nước sâu có khả năng tiếp nhận tàu LNG thương mại lên đến 250.000 mét khối, khu vực có địa chất tốt, không phải xử lý đất nền. Cùng với một số tỉnh thành ở khu vực phía Nam, Bình Thuận cho biết đang lên phương án đón khách du lịch trở lại. Theo đó thì lộ trình đón khách du lịch của Bình Thuận sẽ có hai giai đoạn. Đầu tiên sẽ là dự kiến thí điểm đón khách vào cuối tháng 10 đối với các khách sạn từ 3 đến 5 sao hoặc là tương đương, dịch vụ lữ hành cũng như là điểm tham quan đạt tiêu chí an toàn được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận, chủ yếu tập trung tại thành phố Phan Thiết, và giai đoạn thứ hai sẽ được triển khai sau khi đánh giá hiệu quả của giai đoạn 1. Trải qua hơn 25 năm hội nhập và phát triển, Bình Thuận đã trở thành khu du lịch trọng điểm của quốc gia với các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, tham quan, du lịch kết hợp với chơi thể thao, du lịch tín ngưỡng biển đảo, du lịch phát triển đã góp phần quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh. Năm 2020 ước đạt 10% so với GRDP của tỉnh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế ngày hôm nay. Quang Huy cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.